Được, chúng ta dừng ở ví dụ số 8 ha. Hôm nay chúng ta tiếp tục với cái điều luật ôm cho toàn mặt đoạn mặt tường minh nha. Hai điện trở R1, R2. Câu này hình như thầy cũng làm cho rồi ha. Chúng ta có R1 bằng 2 ôm, R2 bằng 6 ôm. Và khi gì nè, chúng ta mắc nối tiếp. Khi R1 nối tiếp với R2, thì lúc này chúng ta có R tương đương bằng R1 cộng với R2 bằng 8 ôm nhé các bạn. Và các bạn có Y nối tiếp. Trong trường hợp này chính là bằng E bộ chia cho R tương đương là 8 cộng với R nhỏ và D cho bằng 0,5. Thầy suy ra được E của thầy ha bằng 8 nhân với 0,5 là bằng 4 cộng với 0,5R. Thầy chuyển thêm xíu nữa ha. Còn khi gì nữa, R1 song song với R2, chúng ta có R song song bằng R1 nhân với R2 chia cho R1 cộng với R2 để cho bằng 6 nhân 2 12. 12 chia cho 8 ha. Nhân bằng 1,5 đúng các bạn nhỉ? Chia cho đúng rồi. 1,5 ha. Cho nên suy ra Y song song bằng E chia cho 1,5 cộng với R nhỏ để cho bằng 1,8. Từ đây các bạn sẽ có E 1,8 nha các em. 1,5 nhân với 1,8 9. Vậy là bằng 3,7 ha. 3,7. 3,7 hay 2,7? Đó, cộng với 1,8. R, giải cái hệ này đi nha. À, như vậy chúng ta sẽ có hệ này. Epsilon trừ đi 0,5. R bằng 4. Được chưa? Và epsilon, E chứ. Trừ đi 1,8 R. 1,8 nhân 1 là rồi. 0,9. 0,9 cộng với 1,8. 2,7. Rồi các bạn ha. Rồi giải ra cho thầy E bằng mấy và R bằng mấy. Câu này hôm trước hình như giải rồi. Đáp án A nhé các bạn. Có ít học ít nè. Tương tác đi các bạn ơi. Câu số 10. Câu này không được giải rồi nha các em. Một cái ắc quy có ghi 3V và điện trở trong của nó là 20 mili ôm. Khi đoạn mạch thì dòng điện chạy qua ắc quy. Ở đây là chúng ta chỉ chú ý tới cái chỗ là đổi cái đơn vị thôi là được. R bằng 20 mili ôm thì bằng 20 nhân với 10 mũ trừ 3 ôm nha các bạn. Cho nên các bạn sẽ có Y khi đoạn mạch bằng epsilon chia cho R bằng 3 chia cho 20 nhân với 10 mũ trừ 3 thì kết quả được là 1,5 0 phải không các bạn ạ? 1,5, 0, 10, 11 trừ 2 đưa lên là 10 mũ 2. 1,5 nhân với 100, 150 ha. Đó, các bạn thấy khi hiện tượng đoạn mạch xảy ra thì cường độ dòng điện chạy qua nó rất là lớn, cho nên nó xảy ra cái hiện tượng chạy nổ là như vậy đấy. Ok chưa các em ạ?
ghi chép bài nhé. Ta sang ví dụ số 11. Mặt ở đây thầy vẽ lại nó hơi nhỏ một xí ha. Để xác định suất điện đồng của một cái nguồn điện, học sinh mắc một cái sơ đồ mạch điện như cái hình này. Học sinh đóng khóa K và điều chỉnh cái con chạy này này. Kết quả đó được mô tả như cái nó biểu diễn cái sự phụ thuộc của 1 trên Y như hình vẽ. Tức là số nghịch đảo của AP kế. Thì các bạn thấy rằng là khi mà ở đây có giá trị là 80 này. Giá trị là khi R bằng 80 các bạn. Thì cái giá trị nghịch đảo đó là bằng gì đó? 100 nha. Thì các bạn có 1 trên Y bằng 100. Thì suy ra Y sẽ bằng 1 trên 100 thôi, đơn giản. Đúng không ạ? Bây giờ người ta yêu cầu mình xác định cái giá trị trung bình của cái suất điện đồng E. Trong đó cái R0 này chưa biết nữa các bạn này. R0 này các bạn chưa biết. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Kiểu này không phải là đơn giản đúng không? Đây chúng ta làm thế nào các bạn? Anh nào lại out nữa rồi. Thì chúng ta có là gì đó? Ở đây là các bạn xác định xem. Xác định xem này, nếu vẽ lại mặt thì coi này. Bắt đầu từ chốt chiếng này nhé các bạn. Bắt đầu từ cái chốt chiếng này. Nó qua nó gặp cái khóa K. Nhưng mà sau đó đóng khóa K rồi. Được chưa? Đóng khóa K rồi các em nhé. Thì kiểu như thế này, nó sẽ gặp cái biến trở. Nó sẽ gặp cái biến trở này. Rồi nó sẽ đối với AMP kế. Nó nối với AMP kế, rồi sau đó nó nối với cái R0. À, cái vốn kế thì được mắc vào giữa này các bạn này. Nó đo cái hiệu điện thế giữa hai đầu cái biến trở và cái AMP kế. À, và nó nối về cái cực âm. Cho nên các bạn sẽ có gì? Các bạn có Y ha. Bằng suất điện đồng E chia cho cái gì các bạn? Chia cho R0 cộng với R. Đó, chia cho R0 cộng với R. Cộng thêm R nhỏ nữa chứ, đúng không? Đó. Cho nên các bạn sẽ có cái gì nữa? Các bạn sẽ suy ra được cái gì? R0 cộng với R. Cộng với R nhỏ đúng không? Sẽ bằng E trên cái gì? E trên Y. Đúng không? E trên Y. E trên Y có nghĩa là bằng bằng E ha. Nhân với 1 trên Y. À mà cái trục này cho chúng ta biết được cái giá trị 1 trên Y rồi các em này. Thì ở đây khi R của các bạn bằng 80 thì gì đây? 1 trên Y thì lại bằng 100. Các bạn thay vào các bạn được cái gì không? Suy ra này, R0 cộng với 80 là thành ở đây 100 đúng không? 100 các bạn này. Cộng với R nhỏ sẽ bằng mấy các em ơi? Bằng E đấy ha. E. Nhân với 1 trên Y là nhân với 100 đấy các bạn ha. Mới được một phương trình mà có mấy ẩn số rồi các bạn. Mấy ẩn số. Có tới 3 ẩn số luôn ha. Rồi đây, có giá trị nào nữa không? Đây các em nha. Ngay tại cái điểm này là 100 rồi. Tìm ra thêm điểm đặc biệt nào nào. Điểm này đi các bạn. 20, 40, 60,
80, 100 các bạn. Thì chỗ này này, phải 60 các em. 60 thì chuyển xuống đây có phải là 40 không? Đó, còn khi gì nè? R của chúng ta bằng 40 các em này. Thì 1 trên y của các bạn bằng 60 nhé. Thì ở đây thầy sẽ suy ra tiếp. Đó, từ lấy giá trị trên cái đồ thị, đó là kiểu là mình xử lý đồ thị các em nè. Thì các em sẽ có R0 cộng với R nhỏ, lúc này cộng với 40 sẽ bằng E nhân với 60. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái hệ phương trình. Hệ phương trình như sau. Cụ thể đó là R0 cộng R trừ đi cái gì các bạn? Trừ đi 100E ha. Sẽ bằng trừ 100. Thầy chuyển số nha. Các bạn coi R0 cộng với R là ẩn số. Nha các bạn. Coi là ẩn số. Tiếp tục dưới này. R0 cộng với R nhỏ. Trừ đi 60. E được chưa? Thì bằng trừ 40 các bạn nhé. Đó, các bạn giải cho cái hệ này. Coi cái ẩn số R0 cộng với R nhỏ là x. Được chưa? Thì cái biểu thức của mình tương đương này. X trừ đi 100. Y sẽ bằng trừ 100 các bạn. Và x trừ đi 60y bằng trừ 40 các bạn. Rồi các bạn giải đi. Coi x bằng mấy và y bằng mấy. Giải giúp nào. Ha? Suy ra x sẽ bằng r0 cộng với r bằng mấy và y chính bằng epsilon. À bằng e chứ. Bằng mấy. Có nghĩa là r. R0 cộng r nhỏ là bằng 50 đấy các em. Và cái này bằng 1,5 volt. Đó, được chưa các em? Như vậy D đang hỏi giá trị trung bình của suất điện đồng E. Thì chúng ta đã giải ra đây E bằng 1,5 volt rồi. Ok nha các em, được chưa? Như vậy thì có lẽ phải trình bày lại một lần nữa các bạn để các bạn có biết chỗ ghi chép ha. Các bạn xong thì bảo thầy để thầy sang câu khác. Dạng này hình như cũng 11 ví dụ đúng không? Chúng chưa các đồng chí ơi. Alo, xong chưa? Ok. Vân xong. Phương xong. Ok. Còn mấy đứa kia không biết là núp đi đâu rồi. Chúng ta có khoảng hình như là 13 bài tập vận dụng. Thầy cho ta giải quyết nhanh, gọn, sớm.
Thì nghỉ sớm, ok. Tiếp tục các bạn. Một đoàn mạch điện gồm cái nguồn pin cả 9V này. Thì cái này chính là xuất điện đóng. E, điện trở ngoài là R ngoài. Cường độ dòng điện qua mạch chính là I. Như vậy các em có I bằng xuất điện đóng E chia cho R ngoài cộng với R nhỏ. Các bạn thay vào. I của các bạn bằng 2. Xuất điện đóng của các bạn bằng 9. R ngoài của các em bằng 4 và còn lại là R nhỏ. Biểu thức này chỉ có một ẩn số. Về xếp sâu ra, suy ra R nhỏ bằng 0,5 ohm. Đó. Việc này chỉ có xếp sâu thôi các em nhé, không có gì khó khăn cả. Tiếp tục. Một mạch điện có nguồn là 9V, điện trở trong là 0,5. Mạch ngoài của các bạn á, gồm có hai điện trở mắc song song. À, thì sơ đồ mạch điện thì đơn giản là như sau. Đó, xuất điện đồng E, điện trở trong là R. Nó được mắc với mạch ngoài gồm có hai cái điện trở R song song với nhau, kiểu như vậy. Như vậy nhiệm vụ của mình đơn giản là mình sẽ tính R ngoài thôi, đúng không? Và nhớ cho đây hai điện trở đang song song mà có cái giá trị như nhau thì đơn giản R song song có hai điện trở mắc song song thì là R chia cho 2. Ba điện trở mắc song song thì là R chia cho 3. Ở đây các em sử dụng cái R song song bằng R1 nhân với R2 chia cho R1 cộng với R2 cũng được thôi. Đã, nhưng mà rõ ràng nhấn vào thì nó lâu hơn so với việc lấy 8 mà chia cho 2. Thì kết quả là bằng 4 ohm nha các em. Đó. Thì khi nào mà các điện trở có giá trị giống nhau được mắc song song thì có bao nhiêu cái mắc song song thì chia cho bấy nhiêu thôi. Ở đây thầy có 2 cái mắc song song thì thầy chia 2 nhé. Thì bằng 4 ohm. Nó tiết kiệm thời gian hơn so với việc mà chúng ta phải sử dụng cái công thức trên này. Sau đó các em sử dụng cái định luật ôm cho toàn mạch. Ở đây thì chúng ta biết rằng là I bằng E chia cho R song song cộng với R nhỏ rồi. Tuy nhiên phải luôn luôn ghi nha các em. Các em thế số vô luôn là các em có kết quả. Các em có kết quả thì các em vẫn không có điểm tuyệt đối đâu đấy ha. 9 ha. Chia cho 4. Cộng với 0,5 thì kết quả được là 2 ampere, đáp án A nha các bạn, đáp án là A. Đặt câu này mình xử lý đến tầm 3 giờ nha các bạn, cố gắng nhân đến 3 giờ. Câu số 3. Một nguồn điện có điện trở trong là R nhỏ của các bạn đấy bằng 0,1 ohm. Chia mắc với điện trở ngoài là R lớn bằng 4,8 ohm. Được chưa? Khi đó hiệu hình thể giữa hai cực của nguồn điện chính là U nha các bạn. U đã chẳng phải là xuất điện đồng đâu nghe. Đó, là bằng mấy các em ơi. Khi đó hiệu hình thể giữa hai cực của nguồn điện là bằng 12 V. Đó, câu này nó làm mình hoài nghi ghê chứ. Khi đó hiệu hình thể giữa hai cực của nguồn điện thì chúng ta có là
R hoặc là Y đi. Thử coi nha các bạn. Y bằng U chia cho R bằng 4,8 chia cho nhầm 12 ha. Chia cho 4,8. Kết quả bằng mấy các em? Kết quả bài bằng 2,5 không? Như vậy là bằng 2,5 ampere nha các bạn. Nó lừa mình thôi đấy ha. Đây các em. Đây là nguồn điện ha. Đây là suất điện đóng. R, E và R ha. Nó đắc mắc với cái mặt ngoài. Có điện trở là R như thế này các em nhé. Thì để đo cái hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện thì chúng ta phải mắc vốt kế ha, song song với cái nguồn điện, và vô tình cái hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện cũng chính là hiệu điện thể giữa hai đầu cái điện trở R. Được chưa? Cho nên Y bằng U chia cho R. Câu này nó lừa mình thôi đấy ha. Hoặc là cũng có thể như thế này. Rồi nó yêu cầu mình tính cái suất điện đóng E các bạn. Tức là câu này có thể mở rộng ra là tính cái suất cái điện đóng E này này. Chính là bằng gì các bạn? Bằng U đấy ha. Mà cộng với Y nhân với R nhỏ. Đó, có thể mở rộng ra như vậy ha. Tức là câu này ba la ba la. Người ta bảo tính suất điện đóng của nguồn điện thì chúng ta sẽ sử dụng thêm công thức này. Chính là bằng 12 ha, cộng với 2,5 nhân với 0,1 nha các em. Là các em sẽ được kết quả là bao nhiêu V. Đó, nó mở rộng ra nó tính như vậy. Còn mình đang học cái định luật ôm cho toàn mạch thì vào mà mình sử dụng cái định luật ôm cho điện trở thì làm mình hoài nghi về câu hỏi này, liệu sử dụng có sai hay không. Nhưng mà yên tâm nha, đúng, không có sai gì cả. Đấy, thì ngay ngay câu 4 này này. À, thì vừa dự đoán xong thì chúng ta gặp nó ngay ở câu số 4 đúng các em ạ. Thì đơn giản là suất điện đồng E bằng U cộng với Y nhân với R, được chưa? U của các bạn bằng 12 này, cộng với 2,5 là Y này, nhân với R là bằng 12,25V. Đấy. À, thực chất là câu 3 với câu 4. À, thì việc đầu tiên đó là mình phải tính gì đó? Mình phải tính Y đúng không các em ạ? Thì cái câu 3 này nó giúp mình tính Y rồi. Xuống câu 4 thì thế vào công thức thôi. Các em hiểu chưa? 2,25. Rồi sang câu số 5. Cho mạch điện gồm điện trở mặt ngoài mắc vào hai đầu của nguồn điện. Nguồn điện có suất điện đồng là epsilon bằng 3V. Nhầm, E bằng 3V. Xin lỗi cái đoạn này nhé. Cứ nhìn nó giống là cứ đọc nhầm khan. E bằng 3V. Điện trở trong là 1 ohm. Thì các bạn sẽ có gì? Thực chất câu 5 này là gộp của câu 3 và câu 4 đúng không? Đầu tiên là các bạn phải tính cái gì? Tính Y đúng không? Tính Y xong rồi, suy ra U. R ngoài có rồi này. R ngoài là bằng 4 ohm này. Và R nhỏ là bằng mấy nào? 1 ohm này. Thay vào công thức định luật ohm cho toàn mạch chính là bằng E này. Chia cho R ngoài cộng với R nhỏ này. Bằng 3 chia cho 4 cộng với 1. 3 chia cho 5 là được 0,6 ampere ha. Rồi suy ra U thôi. U thì chính là bằng Y nhân R nha các em. Đừng có suy nghĩ gì sâu xa nè. Y bằng 0,6 nhân với 4
thì kết quả được 2,4 V. Ok chưa? Đáp án là A nha các bạn. Bữa sau vào bệnh mới á, tôi cho là cái loạt này 13 câu làm trong khoảng 20 phút. Bạn nào nhớ đáp án nhanh thì điểm nó cao. Điểm thấp thì cho ra coi lại clip học sao. Câu 6. Biết rằng khi điện trở mặt ngoài tăng từ R1 bằng 3 lên là đến giá trị là R2 bằng 10,5, thì hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện tăng gấp 2. Người ta hỏi điện trở trong của nguồn điện nâng dần lên thì mức độ nó khó tăng dần lên ha. Các bạn sẽ có như sau. I1 ha. Xuất điện đồng E này không đổi các bạn này. Chia cho R1 cộng với R nhỏ. Tương tự các bạn cũng sẽ có là I2 bằng cái gì các em? Bằng E chia cho R2 cộng với R nhỏ. Hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện tăng gấp 2. Bây giờ có cái biểu thức nào liên quan tới hiệu điện thể không đây? Thì chúng ta sẽ có U1 đúng không? Bằng E này trừ đi I1 nhân với R nhỏ. Và U2 thì bằng E trừ đi I2 nhân với R nhỏ. Thầy cũng có giải quyết được gì không đây? Hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện tăng gấp 2, tức là U2 nó bằng 2 lần U1. Chúng ta có U2 bằng 2 lần U1. Được chưa? U2 bằng 2 lần U1. Mà U2 thì bằng cái gì? Bằng E trừ đi I2 nhân với R ha. Coi nó có liên hệ giữa cái Y không. Rồi, cứ thay vào cái đã nha. U2 thì chính là bằng E ha, trừ đi I2. Trừ đi I2. Mà I2 thì chính là bằng bằng gì đây các em? I2 này có phải là bằng E này chia cho cái gì các bạn? R2 cộng với R nhỏ nhân với R không? Đây là I2 nha các bạn, nhân với R. Nó sẽ bằng 2. 2 lần R1 đây các bạn. À, 2 lần U1. Mà U1 thì chính là bằng xuất điện đồng E trừ đi I1 chính là E trên R1 cộng với R nhỏ nhân với R đóng ngoặc. Thầy đưa tất cả E ra ngoài. Đúng không? Tất cả E ra ngoài các em này. E này ra ngoài. Trong này còn lại là 1. Đúng các em? Trừ đi E R nhỏ. Trên R2 thì thể vào luôn nha. 10,5 cộng với R nhỏ. Đóng ngoặc. Cái này bằng 2. E ha. Trong này còn lại là 1. Trừ đi R. Trên R1 là 3. Cộng với gì các em? Cộng với R nhỏ. E này các em triệt tiêu. Được chưa? Đến đây các em ship sâu được chưa? Số như sau. Bên này là 1 các em nhé. Trừ phân số lên này. R nhỏ có như là ẩn số các em nhé. Dưới là 10,5. Cộng với gì các em? Cộng với x ha. Rồi. Bên về phải của các bạn bằng 2 nhé các em. Ở đây còn 2 này. 2 nhân với mở ngoặc ha. 1 trừ đi x trên cái gì các bạn? 3 cộng với x ha. Đó.
Đó, xử lý số liệu nè ha. Đóng ngoặc xong. Bấm shift co nhé các em. Shift co bằng. Đó, nó giải ra được cho R nhỏ bằng 7 đấy. Để cho các em nè, nó giải cho R nhỏ bằng 7 đấy. Đó, được chưa? Các bạn là phải xử lý được như thế này ha. Chứ không phải là tự nhiên đâu ra nó ra bằng 7 cho đâu đấy ha. Rồi, như vậy chúng ta được kết quả. Sau khi sâu thì ra được là R nhỏ của chúng ta bằng 7 ohm. Câu toán rất là hay nha các bạn. Một nguồn điện mắc với mặt ngoài là một cái biến trở tạo thành mặt kính. Khi điều chỉnh giá trị R1 bằng 14 ohm, thì hiệu điện thế giữa hai cực là 28V. Còn khi điều chỉnh là 29V, thì U2 là 29. Thì chúng ta vẫn làm như vậy thôi các em. Các bạn sẽ có gì? Các bạn có là U1 thì có phải là bằng xuất điện đồng E trừ đi I1 ha, nhân với R nhỏ. Đúng không ạ? Và U2 nó có xuất điện đồng cho ta, yêu cầu tính xuất điện đồng mà chưa có cái giá trị R nhỏ nữa. Dạ, như vậy là chúng ta phải đi tính R nhỏ đúng không? Thầy có I1 của thầy chính là bằng E chia cho gì các em? Chia cho R1 cộng với R nhỏ. Thay vào thì thầy sẽ có U1 của thầy. Đến cả cái bài toán này phải biến đổi được các em. Thầy đưa E ra ngoài đúng không các em? Thì trong này chỉ là 1 trừ đi khi này là gì đó? R nhỏ chia cho R1 cộng với R nhỏ. Tương tự đúng không? Tương tự mình sẽ có gì các bạn? Mình sẽ có là U2 sẽ bằng xuất điện đồng E. Trong này là 1 trừ đi cái gì các bạn ơi? Chia cho cái gì đây hè? R nhỏ trên cái gì các bạn nhỉ? Trên R2 ha. Cộng với R nhỏ. Ở đây đến đây chúng ta lập tỷ số cho thầy. Lập tỷ số ha. Lập tỷ số có nghĩa là sao các bạn? Các bạn lấy U2. Các bạn chia cho U1. Mà U2 có và U1 đều có E. Thì rõ ràng nó sẽ được là 1 trừ đi R nhỏ chia cho R2 cộng với R nhỏ trên cái gì đây các em? 1 trừ đi R nhỏ trên R1 cộng với R nhỏ. Thì bằng U2 của chúng ta bằng 28. U1 của chúng ta bằng nhầm xin lỗi. U2 của chúng ta bằng 29. U1 của chúng ta bằng 28. Từ đây chúng ta sâu ra. Suy ra cho thầy R nhỏ bằng mấy ohm cái đã. Được chưa? Sau khi đã có R nhỏ thì chúng ta có thể thay vào U1 hay U2 gì đều được. Đúng không ạ? Thay U1 và U2 gì đều được hết đó. Thì các bạn có là I1 nha các bạn. À mà ở đây I1 có luôn rồi này. I1 có luôn rồi. I1 tính được mà. Từ từ nghe các em. Khoan sâu ha. I1 chúng ta có rồi đấy các em. I1 tính được nhé. Đợi thầy chỉ nha. Fix chỗ này nha các bạn. Chúng ta đang làm phức tạp hóa vấn đề vì đã có I1, I2 các bạn. I1 thay vào. Thì nó vẫn chưa triệt tiêu được cái E. Thôi để vậy ha. Để vậy để nó còn ra được cái R nhỏ các bạn.
chủ nghĩa này chúng ta mới tính tiếp ha. Chúng ta có y một, ngoài ra hay mà y một thì bằng u một chia cho r một là bằng 28 chia cho 14 thì bằng 2 ampere các em nha. Trên này các em phải vận giữ e để mà các em triệt tiêu được cái e hai vế, rồi sau đó các em mới tính ra được r nhỏ. Chứ mình tính ra mình thay vào đây thì các em thấy rằng là u một bằng e trừ đi y một nhân với r, thì khi chúng ta lập tỷ số nó không có triệt tiêu được thằng e nha các bạn. Cho nên là chúng ta vẫn giữ nguyên cách cũ để đấy khi đi tính cái gì đó, xuất tiền đồng á, thì mình mới áp dụng vào, thì chúng ta sẽ có là xuất tiền đồng e của chúng ta bây giờ bằng u một cộng với gì đó, cộng với y một nhân với r, mà u một của các em bằng 28, y một các em vừa tính là được 2, nhân với r nhỏ vừa tính ở trên thì ra được kết quả là bao nhiêu volt nha. Như vậy á, ở đây á, chúng ta sẽ loại ngay được hai đáp án là 24 và 20, đúng không? À, bởi vì sao? Bởi vì xuất điện đồng thì bao giờ nó cũng sẽ là lớn hơn cái hiệu định thể giữa hai cực của nguồn. À, cho nên là chúng ta sẽ loại được. Như vậy các bạn đã giải cho thầy được là r nhỏ bằng mấy đã em? R nhỏ bằng mấy cái đã? 1 ha. Như vậy các bạn đã giải cho thầy được là r nhỏ bằng 1 ohm. Thay vào đây thì chúng ta sẽ được là 30 volt nha các bạn. Đấy. Rồi, chúng ta có kết quả là 30 volt ha. Tiếp câu 8. Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một cái biến trở có thể thay đổi từ không đến vô cực. Khi giá trị của biến trở rất lớn, thì hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện là 4,5 volt. Rồi chúng ta giảm cái giá trị của biến trở khi đến khi cường độ dòng điện trong mạch là 2 ampere, thì hiệu điện thể giữa hai cực là 4 volt. À, thì chúng ta phải làm từng trường hợp coi. Khi giá trị của biến trở rất là lớn, tức là khi RB này này bằng vô cùng luôn đi, rất lớn là có nghĩa là vô cùng, thì các bạn có sẽ cái gì đây? Các bạn sẽ có gì các bạn ạ? Các bạn có Y đúng không? Bằng E này chia cho cái gì các em? Chia cho RB cộng với vô cộng với R nhỏ. Cộng với R nhỏ nha. Thì cái này là có phải bằng không các bạn? Các một con số ha mà chia cho vô cùng thì ra được con số rất là bé. Cho nên cái này bằng không. Bằng không cho nên các bạn sẽ suy ra cái gì nè? U ha. Hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện có phải là bằng E trừ đi cái gì các bạn ạ? Trừ đi Y. Giả sử thầy đặt là Y1 ha. Nhân với R. Mà Y1 bằng 0 mất tiêu. Cho nên trong trường hợp này có phải là hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện chỉ là bằng mấy đây các bạn ạ? Bằng E luôn phải không ạ? Bằng 4,5 volt. À, như vậy là hiểu chỗ này nha các em. Giả sử thầy có cái xuất điện đồng là 4,5, thầy chia cho 1 tỷ 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 được chưa, thì có phải là ra cái số gần bằng không không? Vậy các em lưu ý nhé, vì cái R của chúng ta hay RB của chúng ta bằng vô cùng, cho nên là một số mà chia cho một số vô cùng thì bằng không nhé, gần bằng không các bạn. À, được chưa nè, gần bằng không thì suốt này các bạn hiểu là cái hiệu thể giữa hai cực của nguồn điện chính là xuất điện đồng E. À, lưu ý nha. Còn khi giảm giá trị đến
đến một cái giá trị nào đó ha, thì các bạn sẽ có y2 bằng gì các bạn ạ? Bằng e chia cho rb ha, cộng với r nhỏ lúc này bằng 2. Và các bạn có u bằng e ha, trừ đi y2 nhân với r nhỏ, thì tương đương với gì các bạn? U của các bạn lúc này bằng 4V ha, e của các bạn bằng 4,5, y của các bạn bằng 2A rồi, đúng không? Trừ 2A nhân với r nhỏ, thì từ đây thầy suy ra được r nhỏ chứ, đơn vị là bao nhiêu ôm thôi. Các bạn tính toán giúp thầy bao nhiêu ôm ạ? Sao ra âm thế này, đúng rồi, không sao đâu. 0,5 là được là 0,25 ôm đúng không? 0,25 ôm. Như vậy chúng ta có kết quả là C nha các em. À, thì câu này chú ý cho thầy này. Cái này à, khi RB bằng vô cùng thì y sẽ bằng 0 ha. Y bằng 0 thì dẫn đến là u bằng e nha các em. U bằng e. Rồi, xong nha. Không có ý kiến gì, thầy đi tiếp. Ba điện trở giống nhau. Hai điện trở mắc song song. Và cùng đó mắc nối tiếp với gì đây? Hai cái thì song song này. Cùng này mắc nối tiếp với gì các bạn? Mắc nối tiếp với cái điện trở còn lại, được chưa? Đoạn mạch này được nối với hai nguồn của một nguồn điện có suất điện đồng là bao nhiêu chưa biết? Điện trở trong là hiệu điện thể giữa hai đầu nguồn là U đấy các bạn. Như vậy các bạn có U bằng 12V. R ngoài nào, tính R tương đương được không? Cái này 8 này, cái này 8 này, cái này 8 này. Bây giờ tính R tương đương được thì lo coi lại các buổi trước nhé. R tương đương là bằng 4 cộng 8. Đó, cái này chia đôi đi ha. Là được 4, 4 cộng với 8 là bằng 12 ôm không? 12 ôm nha. Như vậy R tương đương bằng 12 ôm. Điện trở trong có rồi. Đó, thì suy ra này. Y của các bạn chỉ bằng U chia cho R tương đương. Nhiều được quên cái này ba. Bồi rồi kêu câu này khó đấy nha. 12 chia cho 12 được 1A. Loại được chưa? Suất điện đồng E thì bằng U cộng với Y nhân với R nhỏ là xong. 12 cộng với 1 nhân với 2 đúng không các bạn? Như vậy là được 14V. Cho đáp án là A, quả nhẹ nhàng đúng không? Câu 10. Một nguồn điện ghi như thế này thì hiểu nó là suất điện đồng này, R này. Hai điện trở mắc nối tiếp với nhau à? Đúng rồi. Thì cường độ dòng điện qua nó là 1. Nếu ha, hai điện trở mặt ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn là bao nhiêu? À, nếu R1 nối tiếp với R2 thì suy ra R tương đương, hay là đặt R nối tiếp đó, là bằng R1 cộng với R2. Và hai điện trở này giống nhau, cho ta cho nó là bằng 2R đi. Được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ có Y nối tiếp đúng không? Bằng suất điện đồng E chia cho R nối tiếp cộng với R nhỏ. E của các bạn bằng 9, đúng chưa?
chia cho 2R cộng với gì đây các bạn? Cộng với 1 thì bằng 1 ha. Cho nên thầy suy ra được cả R của thầy bằng 4 đúng không? 4 ohm các bạn nhé. Còn khi R1 của thầy song song với R2 mà 2R này là bằng nhau, cho nên là R song song bằng R chia cho 2, tức là bằng 2 ohm nha các em. Thì lúc này thầy suy ra Y song song ha. Y song song chính là bằng E chia cho R song song cộng với R nhỏ bằng 9. 9 chia cho 2 cộng với 1 3 ampe ha. Đó, rất là nhanh thôi các bạn. Cho mạch điện ha. Cái này thì có gì đâu. Tính R13, R24. Đúng chưa? Sau đó tính R tương đương. Và sau đó sử dụng công thức tính Y. Như vậy ta có ha. R13. Tính nhân luôn nha các bạn. R1, R3 là 6 ohm này. R24. 24 thì là 6 cộng 3 là 9 này. Suy ra R, R ngoài đấy, R tương đương đấy. Bằng 6 nhân với 9. Chia cho 6 cộng 9 ha. Bằng mấy các bạn nhỉ? Bao nhiêu ohm? Xong, suy ra Y thôi các bạn. E chia cho R ngoài cộng với R nhỏ. E là bằng 7,8. Chia cho R ngoài tôi chưa tính. Cộng với R nhỏ là 0,4. Bằng bao nhiêu ampere thôi. À. Đơn giản vậy đấy ha. R ngoài bằng mấy các em ơi? 1,95. 1,95 đâu có. Ba phẩy sáu này. Thế vào 3,6 này. Vậy 7,8 chia cho 4 là bằng mấy các em? 1, mấy? 1,95 à? Chuẩn không? Rồi, 1,95. Ok nha, cảm ơn các bạn. Rồi, cái đoạn mặt này thì vẽ lại chỉ thật các em.
Đây là R1 của các em ha. Gặp R1 thì nó chạy ra hai nhánh. Trên này các em gặp R2. Dưới này các em gặp R3. R3 này đang nối tiếp với cái ampere kế. Sau đó hai cái chùm lại và cùng nối về với cực âm của nguồn nhé. Đó, như vậy là không có ảnh hưởng gì cả. Chúng ta sẽ tính là gì nè? R23 các em nhé. R23 thì chia đôi thôi ha. Vì R2 và bằng R3 rồi. Bằng 10/2 nha các em. Thấy giống nhau là cứ chia đôi. Còn đứa nào sợ sai thì chơi công thức là gì nè? R2 nhân với R3 chia cho R2 cộng với R3. À, thì thực sự những đứa khá với giáo viên thì họ hay sử dụng cái kiểu là thấy hai cái giống nhau thì chia hai là nhân nhất ha. Mình phải pro lên các bạn. 5 ohm ha. Cho nên suy ra R ngoài bằng R1 cộng với R23 các bạn. Được chưa? Thì bằng 4 cộng với 5 là 9. Ok. Số trị của ampere kế là 0,6. Hỏi cái gì đây? À, số trị của ampere kế chính là cường độ dòng điện chạy qua R3. Như vậy theo bài thì chúng ta sẽ có I3 bằng I của ampere kế ha, bằng 0,6 các em. Cho nên chúng ta sẽ suy ra cái gì các em? Chúng ta sẽ suy ra U3 bằng U2 sẽ bằng I3 nhân với R3 là bằng mấy cái mới. À, mà ở đây thông minh cái nữa là thấy gì đó, R2 bằng R3. Cho nên cường độ dòng điện chạy qua R2 cũng chắc chắn là bằng 0,6. Không tin chúng ta cứ tính nhé. U2 bằng U3 bằng 0,6 nhân với 10 là bằng 6V. Cho nên suy ra I2 thì bằng U2 chia cho R2 thì nó cũng bằng gì nữa? 0,6 ampere. Ok không ạ? À, mà gì đấy? R1 đang nối tiếp với R23. À, cho nên chúng ta có I chạy qua mặt thì bằng I1 và bằng I23. Đấy. Học cái chủ đề 1 á, để chúng ta xử lý tốt cái chỗ này đây các bạn. Chúng ta thấy R1 đang nối tiếp với R23. Cho nên I1 chắc chắn sẽ bằng I23. Và bằng I nha các em. À, I1 bằng I23. Tức là bằng I2 cộng với I3. Và bằng 1,2 ampere. Được chưa? Show cho thầy coi R nhỏ bằng mấy. Rồi, sau khi show ra, chúng ta được R nhỏ bằng 1 ohm. Đáp án là C nha các em. Tí nữa thầy xuất lại cho cái chỗ này. Gửi lên nhóm thì có người nói chứ. Lâu dần là chứ đó. Cho nhóm mệt là toàn tin, toàn hình ảnh ha. Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần điện trở trong. R ngoài bằng 5 lần R nhỏ. À, khi xảy ra hiện tượng đoạn mạch thì tỷ số giữa cường độ dòng điện đoạn mạch và cường độ dòng điện không đoạn mạch là bao nhiêu? I đoạn mạch thì bằng suất điện đồng E chia cho R nhỏ thôi. Còn I khi không đoạn mạch
thì các bạn sẽ có y. Sao nó lạc ghê đi trời. Bằng e ha. Chia cho r ngoài của các bạn này cộng với r nhỏ này ha. Thì bằng e chia cho 6r nhỏ. Cho nên suy ra người ta hỏi tỷ số giữa đoạn và không đoạn ha. Y đoạn mặt chia cho trời nó lạc. Chia cho y các bạn nhé. Là bằng 6 r nhỏ ha, chia cho r nhỏ thì bằng 6 các em ạ. Cho nên chúng ta được đáp án là B nhé các em. Ok, như vậy thì thầy đã hoàn thành cái định luật ôm cho toàn mặt đối với cái đoạn mặt tương minh. Không có 13 câu hỏi phải không? Thì hết rồi đó ha. Hẹn gặp lại các em hôm sau thôi. Đúng vừa ý là mày nó lạc quá trời ha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại.